Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã tới hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Game thủ luôn là một trong những người yêu cầu bộ máy phải đảm bảo yếu tố ngon, bổ và đôi khi phải thêm cả một yếu tố nữa, đó chính là về phần mức giá nó phải rẻ một chút. Và dĩ nhiên chúng mình là Alphard Computer, nơi sẽ đưa tới cho anh em những cái sản phẩm có hiệu năng trên giá thành luôn luôn là hợp lý nhất. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không tìm hiểu một bộ PC ngay trong video ngày hôm nay. Có thể các bạn đã biết tới đấu trường máy tính 2020 Arena of Master do Intel và các đối tác đồng hành tổ chức lựa chọn Valorant làm tựa game thi đấu chính thức. Arena of Master Valorant Tournament đã trải qua được 10 vòng loại tìm ra cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết diễn ra vào ngày 19, ngày 20, 26 và 27 tháng 9 tới và tiếp tục chọn ra 4 đội tuyển đi tiếp vào vòng bán kết và chung kết vào ngày 3 và ngày 4 tháng 10. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 170 triệu đồng. Nhà vô địch của Arena of Master Valorant Tournament sẽ giành được 50 triệu đồng tiền thưởng cùng cúp vàng lưu vẹn, hiện các hiện vật cùng nhà tài trợ. Và ngoài ra, game thủ sẽ ghi được nhiều kill nhất trong trận chung kết sẽ nhận được danh hiệu MVP và giải thưởng sẽ là 10 triệu đồng. Điểm đặc biệt nữa thì mình muốn giới thiệu cho anh em đó chính là một bộ PC mà anh em có thể gọi là chơi tốt tựa game Valorant nếu như anh em không phải là một người tham gia những cái giải đấu đấy hoặc anh em chỉ là một khán giả thôi vẫn muốn xây dựng một bộ PC để có thể chiến game được. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một chút. Thì trước khi vào giới thiệu mình sẽ có một điều này muốn nói cho anh em, đó là tất cả các linh kiện điện tử thông thường khi anh em mua nó sẽ được bảo hành khoảng từ 3 năm với sản phẩm thông thường và 4 năm với sản phẩm cao cấp. Thế nhưng cái điểm đặc biệt trong cái combo ngày hôm nay đó chính là một số sản phẩm có thể bảo hành đến tận 5 năm, thì đó chính là dòng sản phẩm TOF đến từ Asus, một dòng sản phẩm gọi là đạt tiêu chuẩn của quân đội, độ bền của quân đội ấy. Như thông thường anh em vẫn sẽ kiểu mua mặc định ấy, sẽ được 3 năm bảo hành và anh em sẽ được đăng ký miễn phí thêm 2 năm bảo hành nữa, tổng cộng sẽ là 5 năm bảo hành. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó chính là phần main. Bom máy chủ sẽ là B460 Plus Gaming. Thì mức giá của bom máy chủ là rất rẻ, nó chỉ chưa tới 3 triệu đồng thôi. Thế nhưng các bạn vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối. Ví dụ như kiểu các bạn có 4 khe RAM, nâng cấp được tối đa là 128GB, 2 khe PCIe X16, trong đấy sẽ là 1 khe băng thông full 16 luôn. Khe đấy sẽ được bọc thép để gia cố thêm giúp chịu với các mẫu card đồ họa nặng. Còn một khe nữa vẫn là kích thước X16, thế nhưng mà băng thông của nó sẽ băng thông X4 và sẽ còn một khe X1 nữa. Và đương nhiên một thành phần không thể thiếu nữa đó chính là về tản nhiệt cho khe SDM2, cũng có một miếng heat sink siêu dày và nạc nữa, đảm bảo được nhiệt độ SSD các bạn, kể cả cây có bạn đóng kín hoặc ít quạt thì SSD các bạn vẫn đảm bảo được tuổi thọ cao nhất có thể. Và khu vực cấp nguồn cho hệ thống sẽ sử dụng phay 6+1+1, trong đó 6 phay điện cấp điện cho CPU, 1 phay cấp điện cho cache và 1 phay còn lại cấp điện cho iGPU nếu như bạn không sử dụng card rời và cắm trực tiếp vào main để sử dụng. Thì bằng một số bài test của mình thì cái mẫu main này hoàn toàn có thể gọi là cần tốt các mẫu CPU Intel Core i5, còn với Core i7 thì hoàn toàn ok. Thì với lắp Core i7 vào thì cái khu vực VRM sẽ hơi nóng một chút. Theo như mình thấy, Core i5 trở xuống sẽ là một sự lựa chọn tối ưu nhất. CPU sẽ là Intel Core i3 10100, một mẫu CPU gaming rẻ nhất, kỳ lạ nhất của Intel từ trước tới nay. Các bạn có thể gọi là xem một cái meme này xuất hiện trên mạng rất nhiều, đó chính là i3 bằng i7. Cái này không hề sai, bởi vì Intel Core i3 10100 nó mang thông số hoàn toàn giống khi so với Intel Core i7 7700, mà ngày xưa i7 7700 anh em biết giá bao nhiêu không? Mình nhớ không nhầm rơi khoảng từ 89 triệu đồng ấy, mà bây giờ Intel Core i3 10100 nó chỉ có mức giá khoảng độ 3 triệu đồng mà thôi. Trong khi đó thông số vẫn rất tốt, các bạn sẽ có 4x8 luồng xung nhịp tua bút tối đa có thể đạt được là 4.3 GHz, điều mà ngày xưa các bạn không thể nào tưởng tượng được, mà Core i3 nó có tận 4x8 luồng, thậm chí có thể tiền nhiệm Intel Core i3 9100 nó chỉ có 4x4 luồng mà thôi. Card đồ họa sẽ là card đồ họa quốc dân GTX 1660 Super đến từ TOF. Anh em đừng nhầm lẫn kiểu TOF kiểu 1660 nó bị nóng. À đúng rồi, 1660 bị nóng, nhưng 1660 Super thì nó lại không nóng nữa rồi, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy ngay ở đây đó chính là thêm được một ống đồng nữa, và với cái ống đồng này thì hiệu quả tản nhiệt nó cũng sẽ cao hơn nữa, và sản phẩm này được bảo hành đến tận 5 năm. Vậy thì tại sao nó được bảo hành 5 năm? Nó có nhiệt độ có thể nó không thể mát được giống như dòng Strix được, thế nhưng nếu mà so với những dòng khác vẫn rất mát, và vì thế hãng mới dám bảo hành tận 5 năm cho anh em, đúng không? Và mới mức giá thì khoảng 6 triệu đồng để sở hữu thì các bạn hoàn toàn có thể chiến được tất cả các tựa game hiện nay ở trên độ phân giải là Full HD và hai setting. Và các tựa game kiểu Valorant thì mình nghĩ nó sẽ gọi là chơi được thêm trong khoảng từ 2-3 năm nữa, khi đấy anh em bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có nên thay mẫu card đồ họa mới không. Và chúng mình cũng đã tính trước được một điều, đó chính là đôi khi các bạn mua bộ PC về các bạn vẫn muốn gọi là stream thử, nên chúng mình đã trang bị sẵn 2 thanh RAM 8GB với tổng dung lượng là 16GB. Thì 2 thanh RAM này nó cũng có logo của TOF luôn, kiểu đảm bảo cho các bạn mua bộ PC có thể đồng bộ từ A đến Z, gọi là đồng bộ tốt nhất có thể. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để xem các bạn thấy combo Core i3 10100 kết hợp với GTX 1660 Super nó sẽ như thế nào nhé.
Và vừa rồi các bạn thấy combo như nào? Intel Core i3 10100 nó thật sự là rất tốt. Nếu bạn nào lo lắng kiểu ui nó bị nghẽn cổ chai kìa thì chắc chắn không, bởi vì ngày xưa cách đây khoảng chừng khoảng 4 năm các bạn combo chiến game là chiến được tất cả các tựa game là gì? Intel Core i7 7700 kết hợp với GTX 1080, thì đến bây giờ cái combo, cái thông số của Intel Core i7 7700 nó đã mang xuống được với Core i3 10100, kiểu nó vui vui thì là vậy ấy. Thông số rất tốt này, và kết hợp với nữa đó thì các bạn GTX 1660 Super thì các bạn hoàn toàn có thể chiến tựa game trong vòng khoảng nhiều năm đấy. Chơi game online thì không phải nghĩ, còn chơi game offline thì có này tùy tựa game thôi và tùy thời điểm các bạn chiến game và tùy màn hình nữa. Và nếu như bạn quan tâm tới sản phẩm này thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, các bạn có thể click vào để chọn mua hoặc là tham khảo thêm một vài các combo khác. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube Anh Phát Promoter để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.